Minh Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, vừa theo dõi xong phần video giới thiệu về Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế Việt Film Fest 2021 do Hội Văn học nghệ thuật Việt Mỹ và La tổ chức hàng năm. Để tìm hiểu thêm chi tiết về Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế năm nay, chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với hai thành viên trong ban tổ chức. Trước hết là chị Lê Đình Isa, chị là Executive Director của Hội Văn học nghệ thuật Việt Mỹ VALA, và bên cạnh đó là một người bạn rất là trẻ của chúng ta, cũng là trong ban tổ chức của Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế, đó là anh Minh Phạm. Trước hết xin chào Isa và Minh. Xin chào chị Vân Anh và xin chào quý khán giả của đài VNTV. Xin chào Minh. Vâng, xin kính chào chị Vân Anh và cũng như chị Isa cũng như quý vị đang xem đài VNTV. Rất là vui trở lại với chương trình của khán giả năm nay. Vâng, thưa quý vị, Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế do Hội Văn học nghệ thuật Việt Mỹ và là tổ chức hàng năm, và cho đến nay chúng tôi được biết đã là lần thứ 12. Thì một cái điều rất là quan trọng, trước hết chúng tôi xin mời chị Isa có thể một cách sơ lược nói một chút về Hội Văn học nghệ thuật Việt Mỹ và là với quý giả của San Diego, thưa chị. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân Anh. Hội Văn học nghệ thuật Việt Mỹ VALA, và tiếng Anh là Vietnamese American Arts and Letters Association. Hội được thành lập năm 1991 tại Quận Cam do một số nhà báo cũng như là nghệ sĩ, văn nghệ sĩ tại Quận Cam sáng lập. Và hội là một tổ chức bất vụ lợi, tức là 501c3, và hội đã đóng góp nhiều trong cộng đồng qua những chương trình nghệ thuật như là Việt Film Fest hàng năm, rồi có những buổi ra mắt sách, những buổi trình diễn kịch, những concert, triển lãm, rồi rất là nhiều những cái chương trình khác nữa như là chương trình Art Workshop, những cái workshop về nghệ thuật cho các thanh thiếu niên, hoặc là những cái workshop làm phim nữa. Thì đó là những cái công việc của một tổ chức của VALA, và cái sự kiện lớn nhất mà VALA làm hàng năm là Việt Film Fest, tức là Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế, và Isa là một trong những người sáng lập Việt Film Fest. Lúc đầu thì thật sự Isa cũng không nghĩ là mình có thể đi đến năm thứ 12, hay năm thứ 2 cũng không dám nghĩ tới nữa. Thành ra cái năm đầu tiên thật ra lại không có nói là Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế lần thứ nhất, mà chỉ nói là Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế. Và lúc đó mình nghĩ là trong những cái sinh hoạt văn học nghệ thuật của VALA thì chỉ có điện ảnh là chưa có những cái sinh hoạt như vậy, mà chỉ có ví dụ ra mắt sách, rồi kịch nghệ, rồi âm nhạc, nhưng mà điện ảnh thì hoàn toàn thiếu vắng. Thế đó mình mới nghĩ là tại sao mình lại không có cái phần điện ảnh, vốn là một cái nghệ thuật thứ bảy rất là quan trọng. Thì lúc đó Isa với một số bạn như là Trâm Lê, rồi Hương Ninh, Hương là lúc đó là sinh viên ở Đại học UCLA, thì cùng ngồi lại với nhau và nghĩ là mình nên làm một cái chương trình về điện ảnh. Và lúc đó, trước đó thì Isa đã làm một cái chương trình lần đầu tiên về điện ảnh, đó là Cinema Symposium, là hội luận điện ảnh tại UCLA, đã quy tụ một số các nhà làm phim tài tử gốc Việt Nam đến nói chuyện. Thì các em sinh viên ở UCLA rất là thích và hỏi vậy mình sẽ làm cái gì sắp kế tiếp, nhưng hôm nay ngồi nói chuyện suông không thì cũng ổn quá. Thì từ này mới bắt đầu nghĩ đến chuyện làm cái film festival, và đó là năm đầu tiên, tức là năm 2003, và quy tụ được từ này nhận được hơn 70 phim gửi về tham dự năm đó từ các nơi trên thế giới, rất nhiều nước như là Pháp, Đức, rồi Úc, Canada và dĩ nhiên là Hoa Kỳ. Bây giờ chúng ta nói chi tiết về Việt Film Fest năm 2021 của chúng ta để mời gọi tất cả quý vị cùng tham dự, cùng đồng hành với ban tổ chức. Như vậy thì trong sau 2 năm vắng bóng phải không Isa, vì pandemic phải không Isa? Vâng, năm ngoái thì chỗ này không có làm được Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế là tại vì bị pandemic đó. Thành ra vừa mới phát cái thông cáo tuyển phim ra vào tháng 2 thì là phải ngừng lại vào tháng 3 và phải cáo lỗi là không thể nào tiếp tục được, cũng như rất nhiều những cái film festival khác trên toàn quốc đều phải ngừng lại. Và khi đó thì chỗ này mới nghĩ là vẫn phải duy trì cái chương trình này, là tại vì điện ảnh là một cái nghệ thuật mà có thể đưa tiếng nói, đưa những câu chuyện của mình đến một cách, nghĩa là một cho khán giả một cách rộng lớn. Thành ra là rất là muốn tiếp tục về Film Fest, thì mới nghĩ, mới bắt đầu tìm cách và bắt đầu xem cách thức của những đại hội điện ảnh khác, những film festival khác như là Sundance, rồi như là Los Angeles Asian Pacific Film Festival là của người
cộng đồng Á Châu, người Mỹ gốc Á ở vùng Los Angeles, là một cái điện ảnh cũng rất là lớn. Thành ra là mình cũng xem cách thức của họ làm trong năm vừa rồi như thế nào, và cuối cùng đã quyết định là phần lớn năm nay sẽ là dành cho online, chương trình online, tức là virtual, là trên mạng đó. Tụi này sẽ chiếu phim hầu hết là trên mạng, tuy nhiên cũng sẽ có một vài chương trình đặc biệt như là drive-in screenings, tức là lái xe vào, đậu xe trong bãi parking và xem phim. Thì đó là một cách rất là an toàn cho gia đình, tại vì chúng có chỉ có người gia đình ngồi trong cùng một xe và xem phim ở ngoài một cái parking. Thì tụi này chọn Westminster Mall, mình sẽ nói sau về hai buổi chiếu phim này. Và ngoài ra đặc biệt là có hai buổi chiếu trong rạp, tại rạp Frida Cinema ở thành phố Santa Ana, với hai cuốn phim là Sài Gòn Trong Cơn Mưa và Bố Già vào ngày 16 tháng 10, là thứ bảy. Dạ vâng, thì em cũng xin bổ sung với chị Isa, giống như là chị Vân Anh và cũng như quý vị đang xem đài đã nghe thấy, thì giống như chị Isa đã nói, hôm nay chúng em có ba hình thức để xem phim. Thứ nhất là về xem phim tại cái rạp xem phim, đó là bộ phim Bố Già vào ngày 16 tháng 10 vào ngày thứ bảy vào lúc 6 giờ chiều. Thì cũng như là chị Vân Anh và chị Sa đã thấy là bộ phim này rất là ăn khách ở bên Việt Nam và ngay cả tại Hoa Kỳ chúng ta. Thì nếu quý vị nào có thời gian, xin quý vị có thể đi ủng hộ những bộ phim này, và đặc biệt hơn là bộ phim Sài Gòn Trong Cơn Mưa. Khi mà quý vị mua những cái tấm vé, cái giá vé của bộ phim này, thì những cái tiền mà quý vị mua tấm vé sẽ được quyên góp để giúp cho hội SAPVN, để mình có thể gây quỹ tổ chức giúp cho những người dân của mình đang chịu cái cảnh khốn khó của đại dịch COVID-19 ở bên Việt Nam. Dạ, thì một lần nữa đó là bộ phim Sài Gòn Trong Cơn Mưa vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ bảy 16 tháng 10. Và bên cạnh đó chúng khi mà chị Sa nói về cái việc xem phim mà lái xe ngang qua, tiếng Anh họ gọi là drive-in, ở Westminster Mall, thì bộ phim đó là vào ngày 23 tháng 10, đó là The Paper Tiger bởi đạo diễn Bảo Trần. Thì bộ phim này rất là hay, thì em cũng xin giữ bí mật, giống như là để cho quý vị có thể đi xem phim để biết thêm về bộ phim và hấp dẫn cho quý vị. Thì quý vị, nếu mà quý vị có rảnh vào ngày thứ bảy 23 tháng 10 vào lúc 7 giờ chiều, xin hãy xem bộ phim The Paper Tiger. Và cuối cùng là bộ phim Rider and the Last Train của nữ diễn viên Kelly Mary Tran. Thì đó cũng là hình thức drive-in ở Westminster Mall của mình luôn, vào ngày cuối cùng là 30 tháng 10 và lúc 7 giờ chiều, là mà bộ phim này hoàn toàn miễn phí. Thì quý vị cứ nhớ rất là đơn giản, đầu tiên là 16 tháng 10 cách 7 ngày nữa, 23 tháng 10 cách 7 ngày nữa, 30 tháng 10 là những suất chiếu drive-in ở tại địa điểm hoặc là ở tại rạp. Dạ vâng, cái điều lợi mà phải nói là một cái blessing từ cái pandemic, từ cái đại dịch, mà những cái chương trình văn hóa nghệ thuật họ đều chuyển qua internet, và từ đó mình mới thấy được là cái sức mạnh của internet nó đi xa hơn nữa. Tại vì lúc trước đây đó, khi mà tụi này làm Việt Filmfest thì chỉ có những khán giả ở trong vùng Sài Gòn thì đi nhiều và xem nhiều, nhưng mà có những khán giả ở rất xa, họ lúc nào cũng email hoặc hỏi tụi này là làm thế nào mà tôi có thể xem phim Việt Nam được, tại vì những vị đó ở xa như là Boston rồi ở New York cũng rất là muốn xem. Thì bây giờ trong chương trình của online của Việt Film Fest, đây là năm đầu tiên mà chúng tôi có một cái chương trình đặc biệt như vậy, thì có rất nhiều phim, có đến 38 phim ngắn và 17 phim dài được trình chiếu trên online, cũng như là drive-in rồi in person ngay trong những tại rạp. Thì những quý vị ở xa đó, ngay ở nước khác, ở Pháp, ở Đức, ở Úc chẳng hạn, đều cũng có thể coi được một số phim. Thành ra là Isa nghĩ là cái sức mạnh của internet nó sẽ giúp cho về phần kỹ thuật rất là nhiều cho đại hội điện ảnh năm nay, và Isa rất là mong các khán giả có thể check in, có thể vào xem, để mà truy cập vào xem trong cái trang mạng vietfilmfest.com, để mà có thể xem những cuốn phim mà rất là hiếm khi chúng ta xem được. Tại vì có những cái phim ngắn rất là hay nữa, những cái chương trình đặc biệt dành cho các em học sinh cũng như là quý vị cao niên mà chương trình đã tuyển chọn đặc biệt, nên ra quý vị có thể lên xem một cái lịch chiếu phim đã rất là đầy đủ trên vietfilmfest.com, để mà biết thêm về những cái cuốn phim và có những cái
tóm lược nội dung về cuốn phim nữa. Thành ra có thể hướng dẫn quý vị xem những cuốn nào, có thể xem cho toàn gia đình, có thể xem như là cuốn phim Raya and the Last Dragon là phim của Disney đó, thì quý vị có thể lái chở tất cả con cái cháu chắt lên một chiếc xe rồi và đến xem drive in, ngồi trong xe của mình, có thể ăn popcorn trong xe rồi cùng một xem một cuốn phim, cùng nghĩa là enjoy một cuốn phim với tất cả các bạn bè bên cạnh với xe khác. Thành ra đây là một cái chương trình mà Sa nghĩ là như chưa bao giờ có trong cộng đồng. Dạ vâng, thì giống như chị Isa mới vừa nói là những cái xuất chiếu mà trên trực tuyến giống như online như chị Isa vừa mới nói, thì những quý vị nghe nói là cái xuất chiếu dành cho các em giới trẻ và cũng như là các vị cao niên, thì xuất chiếu đó sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10, tức là ngày đầu tiên của Việt Film Fest của chúng em. Thì đó là xuất toàn miễn phí bắt đầu lúc 11 giờ khi quý vị lên trang nhạc của chúng em là vietfilmfest.com. Vào ngày 15 tháng 10 quý vị sẽ thấy là có hai xuất chiếu, một xuất chiếu cho các em các giới trẻ là Out from the Dark, cùng với các vị sẽ có các nhà số phim sẽ có các nhà làm phim đến và để bàn về cái bộ phim của họ, và một xuất chiếu là của Into the Light là của các vị cao niên để cho các bác có những bộ phim của các bác xem. Thì nếu mà các quý bác mà muốn xem những bộ phim này, các quý bác đừng có lo, mặc dù có nhiều rất là nhiều thứ tiếng, nhưng mà chúng từ nhiều thứ tiếng khác nhau thì đại hội điện ảnh của chúng em sẽ có phụ đề tiếng Anh dịch ra để cho quý vị có thể xem và hiểu được cái nội dung của bộ phim. Dạ vâng, thì em cũng xin nói thì hồi sau đây chị Lisa sẽ bổ sung thêm là quý vị có thể mua vé những cái tấm vé trước trên trang nhạc của chúng em là vietfilmfest.com. Khi mà quý vị vào cái trang nhạc của chúng em, quý vị nhấn vào cái lịch trình gọi là schedule theo tiếng Anh ở trên đó, sẽ hiện ra một cái bảng sẽ có rất là nhiều cái bộ phim và quý vị có thể chọn order ticket, tức là bắt đầu mua vé chậm. Thì đó là những bộ phim mà quý vị cần phải trả tiền, còn những bộ phim không trả tiền quý vị cũng có mua nhưng mà họ sẽ không có trả, nhưng mà họ sẽ đưa cho quý vị những cái tấm vé có thể mình có thể log in vào mình có thể xem được, thì họ không có trả tiền của quý vị. Thì giá vé của mỗi cái bộ phim là 13 Mỹ Kim, chị Văn Anh. Và quý vị có thể lên trang Facebook của chúng em, tại Facebook, Instagram, Twitter, tại Việt Film Fest, hoặc là vào trang nhạc của chúng em là vietfilmfest.com để mình có thể có được cái link để mình có thể mua được những tấm vé đó. Và quý vị có thể mua ngay trước giờ, nghĩa là trong cái khoảng thời gian mà phim được trình chiếu thì quý vị đều có thể xem và chọn cái giờ nào mà tiện lợi cho quý vị, cũng như là cả gia đình có thể ngồi xem, mua một vé và ngồi xem cả một gia đình trước một cái màn hình lớn, nếu mà quý vị có thể connect laptop với lại TV chẳng hạn và chiếu lên để gia đình cùng xem, thì giá vé vẫn là như vậy thôi, tức là có một vé mà cả gia đình được xem. Thì Isa rất là mong với cái kỹ thuật hiện đại của Internet thì mình có thể càng phục vụ cho nhiều khán giả hơn nữa, là tại vì cái mục đích cuối cùng của mình, chị Vân Anh, vẫn là để đưa những cái phim, những cái câu chuyện, những cái tiếng nói của người Việt chúng ta trên khắp thế giới đến với nhau, và chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống của người Việt ở khắp nơi trên thế giới qua những cuốn phim này, và đó là cái điều mà chúng tôi rất là muốn đưa đến với quý vị. Thành ra là mong là quý vị sẽ tiếp tay với chúng tôi bằng cách là xem những cuốn phim này, giới thiệu với bạn bè, giới thiệu với gia đình về Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế, để mà đây là một cái phần mà chúng ta có thể hỗ trợ những nhà làm phim để họ tiếp tục làm những cái cuốn phim về văn hóa Việt Nam, về câu chuyện về người Việt Nam, về những cái quá trình lịch sử của chúng ta. Đây là cái điều quan trọng, tại vì cái tiếng nói của mình, cái câu chuyện, cái lịch sử của mình cần phải được giữ lại, cần phải được truyền tải qua ví dụ không những là nhiều thế hệ mà còn cho những người bạn không phải là người Việt Nam chẳng hạn, họ có thể hiểu thêm được về những cái gốc gác, những cái văn hóa của chúng ta. Thì qua điện ảnh như Sa nghĩ đó là một cái tiếng nói rất là quan trọng, mà Isa nghĩ là tất cả chúng ta đều có thể vừa thưởng thức được mà lại vừa có thể giới thiệu đến bạn bè, rồi một cái chương trình mà các gia đình đều có thể cùng xem với nhau, rồi cùng trò chuyện với nhau qua những cái chương trình như vậy.
Dạ, một lần nữa em cũng Minh cũng xin nhắc lại là Việt Film Fest, tức là Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần thứ 12 năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 15 tới tháng 10 đến ngày 30 tới tháng 10. Tại có ba nơi. Thứ nhất, quý vị có thể xem trực tiếp tại rạp Frida Cinema ở thành phố Santa Ana, hoặc là có thể drive in tại Westminster Mall, và cuối cùng là trực tuyến online, quý vị có thể mua những tấm vé đó. Thì em xin nhắc lại như vậy, 15 tới 30 tháng 10. Một số phim là miễn phí, như là mình có nói là có một cái set phim gồm hình như là 5 phim ngắn được chọn để mà chiếu cho các em học sinh hoặc là sinh viên trung học, sinh viên đại học và các học sinh trung học thì đều có thể xem miễn phí. Rồi có một set phim là dành cho quý vị cao niên trên 60 cũng miễn phí, và cuốn phim Be Water về gương mặt điện ảnh nổi tiếng của Hồng Kông là Lý Tiểu Long do Bảo Nguyễn thực hiện cũng sẽ được miễn phí trên online, là Be Water. Rồi còn cuốn phim mà chiếu để kết thúc đại hội điện ảnh năm nay là phim Raya and the Last Dragon, tức là Raya, nữ chiến binh Raya và con rồng cuối cùng. Đó là phim hoạt họa rất là dễ thương và rất là hay của Disney, hãng Disney. Và với cái lồng tiếng của diễn viên người Mỹ gốc Việt là cô Kelly Marie Chen, thì cuốn phim đó sẽ được chiếu tại Westminster Mall trong cái thể thức là drive-in. Thì ra quý vị có thể đưa gia đình đến và ngồi trong xe của mình để thưởng thức cuốn phim hoạt họa rất là dễ thương của Disney. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện với ban tổ chức của Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế Việt Film Fest năm 2021. Và một lần nữa mời quý vị hãy vào trang nhà vietfilmfest.com, có rất là nhiều phim để cho chúng rất là hấp dẫn để cho chúng ta theo dõi, và đặc biệt là chúng ta coi online trong rất là tiện nghi, rất là thuận tiện cho cái giờ giấc của chúng ta. Dạ vâng, một lần nữa Isa xin kính mời quý vị khán thính giả, mời chị Vân Anh cùng đài VNTV hãy đến với Việt Film Fest qua nhiều các sinh hoạt khác nhau, từ online cho đến drive-in, rồi đến rạp Frida Cinema vào thứ Bảy tới ngày 16 để mà cùng thưởng thức những cuốn phim, những tác phẩm của các đạo diễn người Việt và gốc Việt trên toàn thế giới gửi về tham dự. Isa rất là mong được đón tiếp tất cả quý vị đến với Việt Film Fest năm nay. Vâng, thì em cũng giống như chị Isa, cũng giống như thay mặt cho các anh chị đại diện trong Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần thứ 12 này, cũng như xin cảm ơn đài VNTV cũng như là quý vị xem đài để cho chúng em có dịp bên đây nói về chương trình, và hy vọng quý vị sẽ đến tham gia với chương trình và ủng hộ xem những bộ phim của Việt Nam của mình, và cũng như các bộ phim khác ở quốc tế, để mình có thể tạo ra những cái ủng hộ, những cái tiếng nói những của các nhà làm phim, và giống như là có làm cho những cộng đồng khác có những cách nhìn khả quan hơn vào cộng đồng Việt Nam của mình, và hy vọng là nền văn hóa Việt Nam của mình sẽ được phổ biến rộng rãi và phong phú hơn trong tương lai. Thì một lần nữa em xin nhắc lại là Việt Film Fest, tức là Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần thứ 12 sẽ diễn ra từ 15 cho tới 30 tháng 10, và quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vào vietfilmfest.com, vietfilmfest.com. Dạ vâng, cảm ơn Isa và cảm ơn Minh rất là nhiều. Và một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị vào cái website của Việt Film Fest để có thể xem trước danh sách của những cái bộ phim, và chúng ta cùng ghi danh để mà xem phim, cùng tham dự Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế Việt Film Fest 2021 sắp tới. Cảm ơn Lisa, cảm ơn Minh, và chúc cho Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế của chúng ta càng ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị, và xin thân ái chào tạm biệt.